Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ Sáu ngày 17 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Phần tin trong nước có những nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 tặng thiết bị y tế cho Lào và Campuchia. Khởi tố hình sự đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới. Truy nã toàn quốc đối tượng vận chuyển hơn 300 kg ma túy. Ngày 16 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ hai nước bạn Lào và Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng trang thiết bị y tế có tổng giá trị 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho nước bạn Lào và 2,2 tỷ đồng hỗ trợ cho nước bạn Campuchia. Các trang thiết bị y tế này gồm khẩu trang y tế, nhiệt kế hồng ngoại, dung dịch sát khuẩn, được vận chuyển qua 4 cửa khẩu biên giới thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chung tay hỗ trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là truyền thống tốt đẹp lâu nay giữa ba nước, qua đó sẽ góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa quân đội cũng như giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự một đối tượng về hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự một đối tượng về hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Cục Công an thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có Đỗ Thị Thu Hà, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Phòng, là đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép tháng 8 năm 2019, nay tiếp tục vi phạm và có dấu hiệu vi phạm điều 347 Bộ luật hình sự. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã lập hồ sơ tiếp nhận những công dân này và tiến hành đưa đi cách ly phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 16 tháng 4, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Với tinh thần cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận được những tình cảm và sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận những tình cảm và sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là câu chuyện về một nhóm học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã tự làm kính chắn bọt bắn phòng dịch và tới trao tận tay các chú bộ đội tại khu cách ly tập trung của đơn vị. Bốn học sinh gồm các em Vương Hiền Minh lớp 5C trường tiểu học Đồng Mỹ, Nguyễn Hà Thúy Anh lớp 5 trường tiểu học Đồng Phú, em Nguyễn Hoàng Nguyên Minh và Minh Phúc học sinh trường trung học cơ sở Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã trích 250.000 đồng tiền tiết kiệm của mình để góp tiền mua vật liệu và tự làm 100 kính chắn bọt bắn phòng dịch, trao tận tay các chú bộ đội làm nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Việc làm của các em tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Với gần 1/3 dân số Sóc Trăng hiện là tỉnh có đồng bào Khmer đông nhất cả nước. Chính vì vậy, vào dịp này mỗi năm, cả địa phương lại tưng bừng phấn khởi bởi các hoạt động đón Tết Chol Trăm Thơ Mây. Năm nay, các hoạt động đón Tết cổ truyền của người Khmer vẫn diễn ra ấm cúng, nhưng luôn bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên tại Sóc Trăng. Chùa Đai Ta Suốt tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Nếu như mỗi năm, vào mỗi dịp Tết Chol Trăm Thơ Mây, bà con thường đến rất đông. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà chùa hạn chế việc tập trung đông người, người dân không tham gia nghi lễ tại các chùa. Trong quá trình hành lễ, các sư sãi cũng đeo khẩu trang và ngồi cách quãng nhau để bảo đảm an toàn cho tất cả. Phật tử khi đến chùa dâng cơm cho sư sãi cũng được bảo đảm quy định phòng dịch. Nhà chùa cũng đã giảm nhiều hoạt động trong dịp Tết Chol Trăm Thơ Mây này. Nhà chùa cũng khuyến khích Phật tử khi đến chùa dâng cơm thì xếp bát lại nhằm tránh việc tập trung đông người như những năm trước đây. Những chai dung dịch nước rửa tay như thế này cũng đã xuất hiện tại chùa nhằm bảo đảm vệ sinh phòng dịch. Hiểu được chính sách của nhà nước cùng với sự tuyên truyền của nhà chùa, đồng bào Khmer tại địa phương đã thực hiện hết sức nghiêm túc nhằm bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Nhân dân trong cái mà áp suất xài đã cũng chấp hành tốt thì cũng mà giảm bớt mà đến chùa trong cái dịp lễ Chol Trăm Thơ Mây. Dù không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hạn chế các nghi lễ, song theo ghi nhận của phóng viên, không khí Tết cổ truyền Chol Trăm Thơ Mây tại Sóc Trăng vẫn diễn ra hết sức vui tươi, ấm cúng và hạnh phúc.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 442 CDTTC về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương, các chủ quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời rà soát kinh phí thực tế tại các địa phương, khẩn trương xem xét xử lý, đảm bảo đủ kinh phí, kịp thời phục vụ công tác này. Các tập đoàn EVN, VNPT, Viettel, Petrolimex phải khẩn trương chỉ đạo các chủ quản lý, chủ sử dụng công trình hạ tầng điện, viễn thông, xăng dầu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình đẩy nhanh tiến độ công tác lập phê duyệt phương án và triển khai thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng trong quý 2 năm 2020. Ngày 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với một bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đá. Số ma túy này có trọng lượng cực lớn, lên tới 300 cân. Cụ thể, đối tượng bị truy nã là Hồng Văn Báo, nam giới, sinh năm 1974, quê quán ở Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng, thường trú tại thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra, Báo là người trực tiếp thuê 4 đối tượng vận chuyển hơn 307 kg ma túy đá từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng. Ngày 14 tháng 3, khi hai đối tượng vận chuyển hơn 30 kg ma túy đi qua địa bàn đã bị lực lượng công an Quảng Bình bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây. Riêng đối tượng Hồng Văn Báo đã bỏ trốn. Để phục vụ tốt công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Ngay sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình số điện thoại 0232 3828 765 hoặc 088 603 0668. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. Chiến dịch chống COVID-19 toàn cầu nhận được nhiều hỗ trợ tài chính. Một số nước xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế số 1 thế giới này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn là nước đứng đầu danh sách về cả số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19, nhưng tình hình dịch đã bắt đầu thuyên giảm. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận, việc đóng cửa kéo dài có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho kinh tế và xã hội trong nước. Do đó, việc mở cửa trở lại là cần thiết, nhưng cần phải tiến hành một cách thận trọng và do Thống đốc các bang đảm nhiệm chứ không phải Nhà Trắng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng kế hoạch trên của Tổng thống Trump là mơ hồ, không nhất quán và không tuân theo lời khuyên từ các nhà khoa học, trong bối cảnh nước Mỹ vẫn cần phải tiến hành thêm rất nhiều xét nghiệm COVID-19. Truyền thông sở tại thì cho biết, việc nối lại các hoạt động tại Mỹ có thể bắt đầu vào tháng 5 hoặc sớm hơn. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận gần 678.000 ca mắc và 34.600 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Nước này đã hoàn tất hơn 3,5 triệu cuộc xét nghiệm, nhiều nhất trên thế giới tính đến thời điểm này. Dịch bệnh bùng phát mạnh đã khiến hơn 90% dân số nước này phải ở nhà theo yêu cầu của chính phủ và hơn 20 triệu lao động rơi vào cảnh thất nghiệp trong vòng một tháng qua. Dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế số 2 thế giới. Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Trung Quốc ngày 17 tháng 4 cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã giảm tới 6,8% trong quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái, lần suy giảm đầu tiên kể từ năm 1992. Cũng theo NBS, chỉ số bán lẻ hàng tiêu dùng, chỉ số chính thể hiện tăng trưởng tiêu dùng, đã giảm 19% trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này đã phần nào đỡ hơn mức giảm tới 20,5% trong 2 tháng đầu. Một chỉ số kinh tế quan trọng khác là chỉ số sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng cũng giảm mạnh tới 8,4% do dịch bệnh tác động mạnh đến hoạt động sản xuất công nghiệp. NBS Trung Quốc thừa nhận nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới do dịch COVID-19 tác động mạnh tới sản xuất và phát triển xã hội. Giới phân tích đánh giá, Trung Quốc có thể mất nhiều tháng để khôi phục về mức trước khi có dịch COVID-19.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lan ra hầu hết các nước trên thế giới và gây ra những hậu quả ngày càng nặng nề, ngày càng có nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ hàng tỷ đô la Mỹ nhằm giúp chính phủ và người dân các nước, đặc biệt là những nước nghèo và dễ bị tổn thương chống chọi với đại dịch COVID-19. Ả Rập Xê Út hôm qua cam kết hỗ trợ 500 triệu đô la Mỹ cho những nỗ lực toàn cầu chống dịch COVID-19. Khoản tiền này sẽ được phân bổ cho Liên minh vì đổi mới ứng phó dịch bệnh, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, cùng nhiều tổ chức và chương trình y tế khác. Riyadh đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện và lĩnh vực tư nhân hỗ trợ nhằm thu hẹp cách biệt tài chính vốn ước tính lên tới hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB cũng cho biết sẽ thiết lập công cụ hỗ trợ khôi phục sau khủng hoảng với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đô la Mỹ cho các nước thành viên. Tỷ phú George Soros cũng đã ủng hộ 130 triệu đô la Mỹ cho công cuộc chống COVID-19 của nước Mỹ và các nước khác. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã gần chạm mốc 2,2 triệu ca với hơn 145.000 ca tử vong. Trong khi những nước điểm nóng gửi đi nhiều tín hiệu tích cực, bức tranh toàn cầu nhìn tổng thể vẫn còn nhiều gam màu u ám khi số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. Mỹ tiếp tục là tâm dịch với gần 678.000 ca nhiễm và gần 34.600 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Đại học Johns Hopkins cho biết trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Mỹ đã tăng thêm 4.491 trường hợp, mức tăng kỷ lục trong ngày. Tập trung hơn 60% số ca tử vong và gần 50% ca nhiễm, châu Âu vẫn tiếp tục là tâm bão của đại dịch COVID-19. Các nước điểm nóng như Italy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp trong 24 giờ qua thông báo vẫn tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới và tử vong, nhưng nhìn chung mức độ lây lan đang giảm dần và tiến vào giai đoạn được kiểm soát. Dù vậy, bức tranh dịch bệnh chung ở châu Âu vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại khi Pháp hôm qua ghi nhận số kỷ lục hơn 17.000 ca nhiễm mới, trong khi tại các nước như Anh, Nga hay Ukraine, dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng dần lên. Trong khi đó, tại châu Á, một số nước đang đối mặt với nguy cơ bùng phát lây nhiễm đợt 2. Trung Quốc thông báo số ca nhiễm mới tiếp tục tăng với 26 ca ghi nhận trong sáng nay. Hàn Quốc có thêm 22 ca. Trước đó trong ngày hôm qua, Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng kỷ lục, trong khi Nhật Bản đã phải mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp ra toàn quốc. Không chỉ Mỹ mà nhiều nước khác cũng đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều này cần được tiến hành hết sức thận trọng và theo từng giai đoạn, tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh. Ngoài ra, mọi quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh vẫn phải được tiếp tục duy trì để đảm bảo dịch không tái bùng phát sau khi các hoạt động được nối lại. Những quốc gia mới nhất đang xem xét nới lỏng phong tỏa gồm có Israel, Ba Lan và Mexico. Cụ thể là Israel sẽ tiến hành thí điểm cho một số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 48 tiếng đồng hồ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân cũng sẽ được đi tập thể dục trở lại nhưng không được tụ tập quá 2 người và chỉ trong phạm vi bán kính cách nhà 500 mét. Tuy nhiên, các trường học, trường mẫu giáo và các trung tâm thương mại ở Israel vẫn sẽ bị đóng cửa. Số ca nhiễm ở Israel đã có dấu hiệu giảm dần trong những ngày gần đây với 257 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 16 tháng 4, thấp nhất trong một tuần qua. Tại Ba Lan, giới chức nước này cũng thông báo sẽ cho phép mở cửa trở lại các công viên từ ngày 20 tháng 4. Ngoài ra, các cửa hàng cũng được phép hoạt động lại với các quy định khác nhau tùy theo diện tích. Ba Lan hiện có gần 8.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 314 ca tử vong. Bộ Y tế Mexico thì cho biết có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 17 tháng 5 đối với những khu vực ít có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lệnh hạn chế đi lại vẫn sẽ được áp dụng đối với người già, phụ nữ mang thai và người mắc những bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường. Mexico mới chỉ có gần 6.300 ca mắc và 486 ca tử vong liên quan đến COVID-19, thấp nhất trong khu vực Bắc Mỹ. Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương Smith của Australia mới đây đã tình cờ phát hiện một sinh vật dài gần 50 mét bằng một tòa nhà 11 tầng và hơn hẳn kích thước của loài động vật biển lớn nhất hiện nay là cá voi xanh. Để so sánh thì cá voi xanh lớn nhất chỉ dài khoảng 30 mét. Dưới sự hỗ trợ của robot dưới nước điều khiển từ xa, các nhà khoa học đến từ Bảo tàng Tây Australia đã hoàn thành hơn 180 giờ khám phá đại dương ở độ sâu lên tới 4.500 mét. Tuy nhiên, khi khám phá đến độ sâu 600 mét, nhóm nghiên cứu đã tình cờ phát hiện một sinh vật thuộc loài Symphonophore có tên gọi là Apolemia dài 47 mét. Loài sinh vật này có nhiều mắt xích nhỏ có chức năng riêng như tự vệ, sinh sản và tiêu hóa, tương tự như loài san hô.
Thức ăn của Sinfonophore chủ yếu là những loài giáp xác. Hiện Sinfonophore vẫn là loài đặc thù ở vùng biển của nước Úc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.